Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trong video này em xin giới thiệu đến quý anh chị chiếc xe Hyundai Grand i10 màu đỏ tươi, và cũng như cập nhật chính sách giá thời điểm giữa tháng 11 năm 2023. Như anh chị đã biết, i10 là một chiếc xe lắp ráp và đến hết tháng 12 chính sách hỗ trợ thuế trước bạ giảm 50%, cụ thể là khoảng 21 đến 22 triệu cho chiếc xe i10 này sẽ kết thúc. Thời điểm giữa tháng 11 là thời điểm giá tốt và được tặng bảo hiểm thân vỏ cho cả xe trả thẳng và trả góp. Thì i10 hiện tại bên em đang có những cái màu xe sẵn giao như là màu trắng, màu đỏ và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng 434 triệu. Đó, giá này đã bao gồm là giá xe, thuế trước bạ, chi phí đăng ký đăng kiểm, bảo hiểm và phụ kiện tặng kèm cho quý anh chị, đó là phim cách nhiệt, dán tất cả các kính, bảo hành 10 năm chính hãng, trải sàn da, bọc vô lăng da, và có thể tặng thêm cho quý anh chị gói phụ kiện trị giá khoảng 3-5 triệu nữa. Với chương trình trả góp thì anh chị có thể vay đến tối đa là 80% giá trị xe, lãi suất năm đầu tiên rơi vào khoảng 0,62-0,63%, lãi suất các năm tiếp theo thì rơi vào khoảng 0,8%, và thời gian vay tối đa cho anh chị là 8 năm. Còn đối với xe trả thẳng thì chi phí trả thẳng và trả góp thì giống nhau, bởi vì là bảo hiểm thân vỏ thì đã được tặng cho quý anh chị rồi. Và phần khoang nội thất của i10 thì anh chị có thể thấy là i10 được trang bị với 3 tông màu chủ đạo, đó là màu đen này, chỉ đỏ này và trần là màu xám, thì tạo cho chiếc xe một không gian có phần thể thao cũng như là thiết kế nhiều góc cạnh, có xu hướng thiết kế hiện đại. Ở trên chiếc màn hình bọc da này, bốn chấu này, thì sẽ có những cái công nghệ như là đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, ga tự động, cruise control là một trong những cái công nghệ nổi bật của i10 trong phân khúc xe hạng A. Rồi có hệ thống màn hình AVN kích thước 8 inch, có tích hợp định vị và có bản đồ dẫn đường. Đèn ổ start top thì cũng được trang bị cho i10. Rồi đây là những cái nút như là gập gương, chỉnh gương điện. i10 thì được trang bị các công nghệ an toàn như là cảm biến áp suất lốp, cân bằng điện tử hỗ trợ lực kéo, kiểm soát lực kéo, phân phối lực phanh ABS, cũng như là hỗ trợ vào cua. La răng của i10 thì được trang bị với kích thước 15 inch, đây là la răng phay xước thể thao. Về phần đuôi xe thì i10 được trang bị cam lùi có chia vạch và cam lùi hồng ngoại hỗ trợ nhìn đêm này, và có hai cảm biến đỗ xe. Anh chị có thể thấy đây là cái lượng tiêu hao nhiên liệu của Hyundai i10, ngoài đô thị chỉ khoảng 5 lít, đường kết hợp thì là 6 lít, và đường trong đô thị thì khoảng 7,6 lít. Tay nắm cửa của xe thì được mạ chrome sáng bóng, kèm nút tích hợp là nút mở khóa và đóng mở cửa. i10 nổi bật với kích thước chiều dài, chiều rộng, khoảng sáng gầm xe là vượt trội nhất trong phân khúc. i10 có kích thước tốt hơn Morning, tốt hơn Wigo và có những công nghệ an toàn nổi bật hơn như em vừa trình bày. Thì anh chị quan tâm đến chiếc Hyundai Grand i10 thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em có thể báo rõ chi tiết về giá xe, rồi những cái màu xe sẵn giao. Đây là thời điểm tốt thì anh chị hãy lựa chọn cho mình một chiếc xe giá tốt và bán chạy trong phân khúc A. Xin cảm ơn và xin chào và gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.